xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Mina. Sổ lên cái đôi giày là các bạn có thể hiểu rằng mình sẽ làm gì tiếp theo rồi đúng không? Hôm nay thì mình sẽ đi chôn rừng theo bạn. Theo bạn có crack sẽ chôn rừng theo mình. Đấy, canh cái gì? Em quay em cướp nó luôn đây này, chứ ở đó mà canh à? Đó, mình sẽ đứng đây chờ thời gian chín mùi. Vâng, mùi chín rồi đấy. Lính ra, ý lộn, con mùi xanh ra, kéo vào. Như vậy là mọi người để thấy rằng thì hiện tại tem bên bạn có anh dâu cơ đúng không? Dâu cơ là đi ăn bù đỏ đúng không? Bù xanh này chả ăn là anh lại ăn bù đỏ. Úi dồi ôi, cái con crack này nó tính phá phách này đúng không? Tính phá phách đúng không? Lôi vào rồi quánh nó chết này. Này thì phá này lao nháo này diêu tới. Thông vào mông nó anh ơi, quýnh vào mông nó, đập nó luôn, đúng rồi, đuổi theo, hay quá anh ơi, anh cố lên anh ơi, em có chú kéo đây, vào đây với em, mày hả bưởi, náo nháo à, phá phách à, đúng này, thứ crack phá phách này gặp anh Hào, anh cho một cái gậy vào đầu liền. Ủa mình nhớ đây là cái này giống như là cái gì nhỉ? Không phải cái gậy. Đờ, bùi xanh cướp. Anh dâu cơ tay mình kia cũng quéo càng cua lên rồi. Cướp hết luôn. Đúng rồi. Sời có Mina best support ở đây. Các bạn cứ yên tâm mà tỏa sáng. Không có phải suy nghĩ về nước Mỹ, ăn hết rừng của nó luôn. Cho bạn ấy vế như con dế luôn. Tí nữa lại khóc quéo càng cua. Ôi sợ đông thế. Làm gì vậy cái đường. Ôi trời ơi, anh ấy lại cứ đòi kéo. Người ta né như thế này làm sao mà kéo được. Kéo là kéo thế nào nhờ. Đó. Ghê. Mọi người thấy mình chơi con này ghê không? Ôi trời ơi, cái nghề phá game, ý lộn, cái nghề của phá rừng tem bạn nó là nghề rồi. Bây giờ mình sẽ rình à, tem bạn nó cứ thò con nào ra là mình xơi cái đó. Thế nó mới máu lửa. Một khi máu được ngoài bố cháu là ai mà, đúng không? Mọi người thấy có nào hợp lý không? Đi theo mình thì trời ơi, qua đây cướp bố đó. Cướp. Chà, úi dồi ôi, được con quái luôn. Lao ngáo này. Anh ấy chết quéo càng cua lên rồi. Cướp bố đó luôn. Trời ơi, chém mình đâu hết rồi. Mina gì ngộ khí, ngộ không gì đâu hết rồi. Vào đây. Trời ơi, đã cướp bùa là phải chơi, rồi chơi thơi bến luôn. Đây, có cướp. Nhờ nếu mà có chết thì mình phải cướp. Cướp từ A cho đến Z. Yo, Mina, ý lộn Vera. Vera bên cạnh Mina. Đấy. Hai đứa cùng Na, không biết chơi. Con nào, đối dổ, hai đứa đều là Na. Đấy, rồi có Mina, còn Vera nữa chứ. Ơ, Ra nó khác Na mà ta đậu xanh nó. Tí nữa thì nó trụ nó bắn mình chết rồi. Vera đâu rồi? Chuẩn bị nó ra bùi xanh này. Nó ra bùa xanh này đấy. Trời ơi, người ta tính toán thời gian ra bùa cứ như một vị thần thế này cơ mà. Đây làm sao tên bên bạn dừng lại không vế. Dừng bên nó lại khóc bây giờ ấy chứ đùa. Đau vơ lờ. Sao đau? Ai làm gì mà đau? Hả? Ai đánh mà đau? Vứ ba vứ vẩn. Từ bình tĩnh nhà. Đi qua cướp rừng tem bạn chơi vậy đó. Mình khoái lắm. Đấy các bạn xem clip của mình các bạn chắc cũng khoái lắm. Đấy suốt ngày cứ gọi là chôn rừng tem bạn đi anh. Trời ơi, có cái gì đâu mà phải chôn nhỉ. Ê nó đang ăn bùi xanh kìa. Bùi xanh tóc biến kéo. Trời ơi, vãi cả mưa ra. Tóc biến kéo loài mồm ra mà cái kết là hụt lắc hụt lơ luôn. Cháy đi em cháy. Tha em anh ơi. Tha cho em anh ơi. Trời ơi mấy anh đẹp trai khoai bự quá. Thôi tha cho phận lữ yếu đào tơ này đi nhá. Em chỉ là một cô bé mỏng manh dễ vỡ. Này, làm sao mà anh cứ đuổi theo này. Trời ơi, úi trời ơi. Đuổi theo. Úi trời ơi. Ê, chát tôi rồi. À, không chết. À. Trời ơi, nó bắn một cái đau quá, hồi nãy cướp nó quá trời luôn mà sao bây giờ nó bắn đau vậy? Mày dám bắn Mina nè, hư nè, Vera nó cho một phát, nát hàng nghe chưa? Đây, làm sao mà anh cứ gọi là hổ báo cáo trồn rồi bắn mình bằng được như thế nhỉ? Người ta đã bảo liễu yếu đào tơ rồi, mặc đồ lè loẹt vậy nhưng mà người ta đánh rất là yếu đuối mỏng manh. Anh cứ vào anh bắn cho một cái như thế, mình cứ tưởng thoát rồi, ai ngờ đâu nó vẫn cố gắng nó truy sát cho đến cùng. Tức thế không biết chứ, em qua em kiếp nữa. Không cho nó lên cơ hội luôn, lao nháo hả bưởi. Cướp nó đây à, bùa đỏ nữa đây à. Cướp hết bùa của nó luôn. Đâu rồi, vào đây. Ngộ khí, siêu, đúng rồi siêu. Siêu ơi, vào đây bên em. Hai chúng mình cùng ăn hết bùa đỏ của nó. Ăn hết bùa em luôn, cho nó vế vật, cho nó quê về. Này thì xào này.
tội nghiệp. Nãy giờ như là vị tướng á, dâu cơ tay bên kia không có ăn được con bùa nào hết sao ấy. Bùa đỏ nãy giờ ăn được con nào đâu. Bị mình cướp hết luôn. Đấy, cướp sạch luôn. Cướp không cho nó, gọi là hổ báo cáo trồn luôn. Lôi vào đập cho ông già một phát này. Mỹ nhân kế. Hàng này anh ơi, anh gì đó ơi, anh già lửa ơi, anh đừng có làm thế. Bây giờ qua bùi xanh, qua bùi xanh. Nó nữa kìa. Trời ơi, dâu cơ nó lại ở bên trên. Em lại ở đây, bùi xanh vào đây với nhau. Ta nối lại tình xưa. Bây giờ không quá, Ngộ Không không biết chạy ra đây mà ăn bùi trời. Hàng ngon như thế này mà không chịu ăn. Ui giời ơi, nó đi ngang qua mình mà nó không nhìn thấy mình luôn. Ý trời ơi, mình đúng là chùm luôn đấy. Cướp bùa nó, cướp hết luôn, đúng rồi, cướp luôn. Đấy, trời ơi, bùa đỏ không còn mà bùa xanh thì không. Em chạy. Cay không anh, rồi bùa đỏ cũng mất và bùa xanh cũng không còn. Thế này dâu cơ tay bên kia nó lại khóc đi chứ. Đây, nó lại bảo gọi là thằng Mina này, ý lộn, cái bà Mina này bà chơi xấu tính, xấu nết vãi. Cứ đi qua phá bùa người ta ăn hết thế này thì làm sao mà chịu nổi. Ô, cướp quá trời cướp luôn mà sao tem mình nó vẫn phế nhỉ. Chả hiểu luôn ấy. Đây, rừng tem bạn thì nó cứ có bùa xanh cũng mất và bùa đỏ chả còn. Thế mà sao tem nó vẫn xanh. Bully, em chạy qua đây em đè nó đập này. Em qua hoài, em quất nó luôn này. Em quất cho nó quéo con cua này. Đâu rồi, ông nào, hổ máu cao trồn đâu. Mươi vào đây, một mình tôi, một mình em chấp hết. Chấp con nhà bà hết luôn. Vô, quất nó này anh. Ôi, lùi về đi. Trời ơi, tưởng 2-1 chứ ai ngờ 2-2. Thôi em yếu đuối lắm. Ê, có ông già nữa. Thôi, mày quá, con Crack nó kéo hắc não đồ ha. Em bị choáng, em không chạy được anh ơi. Làm gì nhau đấy? Hả? À, làm gì nhau đâu? Tính làm gì nhau? Hả? À, muốn làm gì tôi? Hả? À, mày không muốn làm gì tôi? Thôi đi về cho nó lành đi. Tí nữa thì bị con Crack nó kéo vào đập mình chết. Trời, ông già ông xuống ông phang tôi luôn mấy bạn ơi. Ôi, ông già này già dê nhưng mà lại già ấy đâu. Để thế không biết đi chứ. Người ta gọi là yếu còn đòi ra gió. Châu già mà đòi gặp cỏ non à. Ủa ôi, này thì xảo này. Trời ơi mẹ ơi, mình đã gọi cướp bùa con dâu cơ bên kia. Nó nhiều như thế luôn. Cướp lên cướp xuống, cướp ngược cướp xuôi. Mà sao rừng theo mình nó vẫn phế. Vào đây, đừng có xảo với tôi. Lao vào đây, này thì xảo này chịu bắn chết á. Cay không cay, hay cay nói một câu. Nếu anh cay thì nói đi ngại gì. Này, đừng có vớ vẩn nghe chưa. Vào đây này, xảo này, tốc biến ngay vào luôn đấy chứ. Nếu không tốc biến thì em chạy thôi, chứ em cũng chả làm được cái gì hết trơn ấy. Đừng cướp rừng tao nữa. Anh dâu cơ bên kia, anh quéo càng cơ lên rồi. Đừng có cướp rừng tao nữa. Trời ơi, Mina khốn nạn đúng không? Tội nghiệp, rừng theo bạn quá. Mình có cướp đâu, cướp có mỗi mấy con bọ ấy. Có con bùi hình như có 2-3 con bùi đỏ gì đấy, 2 con bùi xanh chứ mấy. Sao bạn cứ phải căng thế nhở, khóc lên khóc xuống như thế. Đừng có cướp rừng tao nữa. Trời ơi là trời, nghe bạn ấy khóc thảm thương ghê ấy. Em có cướp rừng đâu, em chỉ xin gọi là giúp anh ăn rừng thôi mà. Trời ơi, người ta giúp đỡ mà kêu cướp. Cướp cái gì nhở, người ta giúp đỡ thôi mà. Có cái gì đâu mà phải căng đấy nhở. Rồi chết rồi, anh John, anh đang làm gì đây? Một mình anh chống lại cả một đám thú tính. Em tới đây, hãy làm gì thì làm gì em đi. Này, quốc em đi anh, quốc em đi. Trời ơi, Vera ơi, đậu xanh nhà bạn đây. Bạn làm cái trò hề gì đây, đâu rồi. Trời ơi, trời ơi, Vera mà cuối cùng đợi chờ là hạnh phúc. Trời ơi, méo hạnh phúc đâu, nó đuổi theo em kìa. Ơ, Du béo đừng. Anh ơi, anh gì đó ơi. Anh gì đó ơi, anh thấy em anh ơi, thấy em anh ơi. Chết tôi rồi. Trời ơi, khốn nạn, nó làm thịt tôi rồi. Úi xôi, Ngộ Không chết. Mina chết. Úi xôi, ôi. Trời, mình đánh như vậy luôn, Vera. Nó đứng đâu, nó đứng mắc ở mấy mấy cước đường. Nó cứ đưa qua, đưa lại. Trời đất, quỷ thần ở thiên địa ơi. Thiệt là buồn cười quá. Cái pha đấy, nếu mà mình cũng tốc biến thì Zuka nó bị mình dụ rồi. Cái đầu xanh méo có tốc biến, thế biết đâu chứ. Zuka nó truy sát, quyết tâm truy sát đến cùng luôn. Đúng rồi, hay quá. Vera tốc biến chiều 2 ulti quá đẹp. Đỉnh, được, cho bạn 5.000. Quá hay. Vì cái pha xử lý tốc biến vừa rồi tuyệt vời không mặt trời. Trời ơi, Ngộ Không mình đã cướp rừng các bạn như thế mà Ngộ Không cho mình trả xanh được đấy nào nhỉ. Bully, anh em phải xanh như cái bánh xe bò chứ. Rừng các bạn mình cướp mấy con rồi mà. Bùa đỏ, bùa xanh quá trời luôn.
ăn loài mồm ra đây đó, đúng rồi, cướp đó, đúng rồi. Cướp cho anh dâu cơ bên kia khóc quéo cùng cua luôn đó. Anh mà biết thế nào được gọi là anh ni ra to đấy, giết nó luôn, giết nó luôn, kéo vào. Ui sợ mẹ, kéo thế mà hụt nhở, xàm đấy nhở, xàm đấy nhở, xàm đấy nhở, chạy 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 chạy, chú bắn nát đi bây giờ. Có một con lính này máu tí thế này sao mà dám vào ăn trụ bây giờ. Mình mà vào ăn trụ một cái có khi nó lại phang cho chết mất xác rồi cũng nên chứ nhở. Các bạn có khi nào đi chơi mà gặp gọi là đối phương nó chơi giống kiểu cách giống mình không? Nó qua nó cướp sạch rừng không? Trời đất ơi, mà support nó qua nó cướp chứ không phải là ai cướp hết trơn ấy. Chứ không phải rừng thêm nó qua nữa cơ. Đó, gặp trong cái tình trạng giống như thế này có ức chế không? Cay nhờ. Trời ơi, bút cái vụ trợ cho anh rồi là anh diêu anh ấy còn cướp là chuẩn không cần chỉnh. Vào đây. Ôi trời ơi, mi du béo hồi nãy hồ báo lắm mà, gấu béo này. Sao bây giờ yếu đuối mỏng manh vậy anh? Hồ báo mạnh mẽ lên. Trời ơi, gặp gái là anh phải cứng lên chứ anh lại yếu xìu thế thì chết rồi. Không ăn thua rồi. Ôi trời ơi, hút kìa, hút quá trời luôn kìa. Này thì hút này, lao vào đây. Ôi trời ơi, ulti tốc biến quá đẹp luôn. Ý lộn, tốc biến ulti. Quá phê luôn, phê rồi. Em ơi, anh phê quá rồi. Trời ngộ không, nó tên là anh bê quá rồi. Em bê quá anh ơi, bê quá rồi. Ôi trời, dù béo này, rồi giòn này. Cứ đứng nhìn bên trong thôi. Đấy, thấy em đẹp gái anh cứ đứng nhìn thôi. Người ta là cứ ngắm thôi. Ngắm mà không mất tiền thì cứ ngắm hoài đúng không? Thò mắt ra đây em kéo vào em đánh cho chết nha. Cái vũ khí của vị tướng Mina này là cái vũ khí của thần chết nha mọi người. Nếu các bạn coi phi thần chết thì các bạn sẽ thấy cái vũ khí này. Ê, trụ bắn đau quá. Kéo. Cái gì mà kéo hoài ăn. Ôi, kéo không có tác dụng như trên. Phải kéo như thế này này. Từ từ kéo cho coi. Ui giời ơi mẹ, em vào đi vào thôi. Éo làm được cái gì trụ nó bắn. Nó xàm ghê luôn đấy trời. Đúng không? Lính có nó không bắn. Lính đâu, lính về trụ đâu tự bắn mình. Tao lao mẹ lao hết sức à. Lên cho nó ra gáp cái A đối đầu với cả vị tướng gọi là X-Led đây coi. Hồi máu chơi đồ cái thứ kiểu ha, tăng tốc độ chạy. Đó, ngon ngay chứ đùa. Hiện tại team mình giết được 19 mạng mà chết mất 14 mạng rồi. Nói chung là cũng hơn team bạn được một xíu tiền thôi, chứ không có nhiều lắm đâu. Nhưng mà quan trọng là dừng team bên kia bây giờ rất là phế. Tại vì mình cướp hết bùa rồi, đâm ra bạn ấy quéo càng cuôn rồi. Này thì xảo này, vào đây, chết này. Tính bắt cóc em gái nhà người ta được không? Ôi trời ơi. Ui trời ơi anh Sơn ơi, đậu xanh tốc biến đi đâu đấy? Ôi thôi. Đừng có làm thế, em sợ mình không có ngày mai. Nhưng lúc em chơi đùa cùng anh, trời ơi em thích anh lắm luôn, anh đuổi theo em đi. Quốc kìa em đi anh. Trời ơi, đuổi như đúng rồi, cuối cùng đuổi được nửa đường cái chạy. Sợ sệt cái gì? Có ai đâu? Cái đồng không mông quạnh trung vắng chiều mưa đấy, có ai làm gì chúng mình đâu. Anh cứ đuổi theo em loài mồm ra, theo em nó chả để ý nữa cơ. Đấy, thế mà cuối cùng nó lại lao về. Nó bỏ mình bơ vơ giữa dòng đời vậy đấy. Ê, choáng. Trời ơi. Ê, crack, hello, anh trốn game. Ê, trời ơi, chết tôi rồi. Đùa đây mà làm gì căng. Chết anh chưa, cho anh chưa. Lão nháo rồi quá cho chết này. Thôi, thấy mẹ em rồi. Mẹ. Ba người đánh một thì không chột, em chỉ còn cũng què chứ sao em chịu nổi. Và đấy mà team mình có một người nào đó đứng đằng sau nó tỉa nó cấu rỉa giữa mình ấy. Nó cấu cho cái mình chạy về được. Ôi giời ơi, chả có ai mà em cứ đứng em đưa cái mặt hớt của em ra cho team bên kia nó vã vào mồm. Ui giời, nó vã cho mấy cái thì rụng răng một đống ra chứ sao sống được. Team bên kia nó chơi hội đồng nhau quá. Đấy, nó lại cứ tưởng mình là gọi là ấy cơ. Lao vào như đúng rồi. Đen phải đấy, team mình không có ai, có người chết với nhau rồi nha. Đúng không mọi người thấy đúng không? Các bạn xem của mình video của mình thấy vui thì nhớ ấn like cho mình một cái nhá. Và một lượt đăng ký kênh, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Gần được 100 thêm được 100 cá sướp rồi đấy. Team kia cướp rừng hay vờ cờ cờ. Lại bảo chả hay. Trời, Mina mà. Tao thọt không làm gì được. Ôi thôi thắng luôn à. Ôi sao lại thơm. Ngon quá trời ngon luôn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã theo dõi hết cái clip của mình nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn comment mình làm clip tròn về vị tướng gì hay